Xin chào mọi người ạ, hôm nay em lên một set bộ thể thao mọi người nhá. Cái màu pha gọi là siêu đẹp luôn. Và cái chất này nó là chất thun. Thun mọi người nhá, thun dày dặn này, co giãn này. Và kiểu dáng rất là chơi. Màu mix quá tay luôn ý. Và cái nền ghi nữa. Mẫu này thì em có size ML, em mang 53 cân một size M, 52 cân một size M chị nhá. Từ 48 đến 55 mặc M cho em, form này nó khá là thoải mái. Áo dáng nỉ nữa lên đến 55 cân cũng mặc được cho em size M nhá. Từ 55 đến 60 mặc size L thì chị. Thế luôn em nhìn cái mẫu này em yêu luôn ý. Vì cái màu trong đồ chơi. Ở ngoài nó là màu ghi đậm mọi người nhá. Đậm hơn trong lai một chút cái nền này này. Nền nó là hơi ghi đậm một tí. Mặc lên quá đẹp luôn ý. Nét. Bộ siêu nét siêu đẹp. Hàng đẹp mọi người nhá. Con gấu này. Kỳ chơi luôn cái tông này. Chị nào em đảm bảo chị nào phong cách hơi bụi bụi chơi tí là cái set này là quá đỉnh luôn ấy. Đấy. Đó, chuẩn. Chất đẹp, màu đẹp. Và em lên set bộ thể thao mọi người nhá. Và cái chất em đang mặc đó là chất thun mọi người ạ. Bộ mới này trông rất là trẻ và khỏe, con gấu như thế này. Chất thun dày dặn mọi người nhá, dày đẹp và form rất là chuẩn này. Mặc cũng rất là thích nữa. Mã này là mã chui và nó có phối mọi người nhá, phối này. Khá xinh luôn. Nó lạ ấy, màu sắc màu mix cũng đẹp. Em đang 52 cân mặc là size S, à size M, ờ đúng rồi S rồi. S đúng không? À ML rồi cả nhà ơi, ML XL rồi, không phải S đâu. ML nhé cả nhà nhé. Không biết có XL hay không nữa, quên kiểm tra. Nhiều hàng quá, lú hết rồi. Đây mọi người nhá, chất thun này. Vẫn là bo gấu. Màu mix cực xinh luôn. Quần này thì nó là quần đen trơn. Nếu mà quần đen trơn như thế này thì các chị mix thoải mái với cái áo khác. Ngoài bộ ngoài da mình mix được khá là nhiều đấy. Áo len, áo liếc là một các bông tư ghi. Các chị có thể sử dụng cái quần này mặc mùa thu đông được này, rất là tiện này. Áo màu mix thì quá đẹp rồi. Chất thun mọi người nhá. Thun co giãn. Thun dày. Mà đẹp, không phải dày dày khó chịu như kiểu hàng hàng ấy đâu. Form rất trẻ trung. Mỗi này các chị đi giày thể thao vào rất là đẹp nhá. Mọi người thông cảm là sao? Em quay mẫu nhiều nên là mỗi lần xỏ giày nó hơi lâu nên là các chị thường không đi giày ấy. Nên là các chị cứ ngắm tạm cái logo này nhá. Đấy còn đâu thì các chị về các chị mix giày đen, giày trắng đều đẹp mọi người nhá.